cũng tội nghiệp Thí nè. Thí nó là người giờ giúp đỡ cho tôi, mà bây giờ là nó bị rồi ăn tiếng nói với lại nó bị người ta nói này nói nọ, thành ra nó buồn rồi nó khóc, nó nghĩ là nó nghĩ xấu cho nó, giờ nó buồn quá đi. Vâng, tôi đang có mặt ở điểm bán cua của dì Ba. Anh chị mua cua lấy số nha anh chị. Lấy số ba con. Người đứng chờ mua cua thì cũng khá là thưa thớt các bạn. Đây là một chú vừa mua được cua. Nhà mình ở quận mấy chú? Nhà mình ở quận mấy chú? À, Củ Chi xuống đây mua cua. Hôm nay chú mua bao nhiêu tiền cua chú? Mua có 730.000. À, 730.000. Được 4 con. Dạ, chú mua đây nhiều lần chưa? Chú mới ghé lần đầu coi trên mạng rồi thấy ai cũng ăn khen ngon hết trơn á. Dạ. Chạy vô mấy cũng chạy lòng vòng kiếm chỗ. À dạ vâng, cảm ơn chú ạ. Dạ. Vâng, từ Củ Chi lên đây ủng hộ dì Ba. Vâng, dì Ba ra đây rồi ạ. Đây, dì Ba thì khi nào cũng cầm một cái mâm cua chất lượng nhất ra sau cùng. 263.000. À thưa chị, thì đợt trước thì có một cái đoạn clip vô tình quay được cái cảnh mà vẫn có cái tờ 500.000 bị rớt. Thì hôm đó thì chị Thúy xử lý như thế nào chị Thúy? À, vừa đó có rớt thì nhưng mà cả nhà có người kêu là chị ơi rớt 500.000. Thì cái bé áo trắng nó không phải là nó lo nó bóc chanh với muối làm sao mà nó thấy được, nhưng mà có người kêu thì cô Thúy mới cảm ơn người đó là đã được 500 rồi. Sau này thì mình cầm tiền nó chắc chắn hơn đúng không cô? Mình cũng thật biết sao cái tiền polymer này nó rất là trơn, khi mà thối nhiều khi nó trơn nó rớt xuống nó tuột tay nó rớt, nhưng mà không có tham đâu. Còn người ta cũng kêu lại, người ta nói là chị ơi rớt 500. Dạ. Có nhiều người hỏi là mình lượm lại rồi nhưng mà không có quay cái cảnh lượm. Dạ. Vâng, hôm nay thì tôi làm rõ cái thắc mắc của mọi người về cái việc mà hôm vô tình quay được cái cảnh mà cô Thúy bị rớt tiền ạ. Đấy thì mọi người đã rõ chưa ạ? Có nghĩa là sau khi rớt tiền thì có một người gọi cho cô Thúy nói là rớt tiền, và cô Thúy đã nhặt lại cái đồng tiền đó, và cô Thúy nói là thực ra cái tiền polymer thì cầm nhiều thì nó cũng bị trơn, và đôi khi nó cũng xảy ra những trường hợp hy hữu như vậy. Nhưng mà bây giờ thì tiền được kiểm soát chặt chẽ hơn rồi, nên mọi người yên tâm và không phải lo lắng và băn khoăn nữa. Bữa cô Thúy vô tình đi qua nhà dì Ba thì tội quá trời
tội. Tội là sao cái đường xá nó quằn mèo mà nó xa xôi, trời nắng mình không nói, trời mưa thì không tội lắm, không thể thương gì ba. Nhưng mà hiện tại là dì Thúy thấy là cái lợi nhuận của dì ba nó thấp quá phải không chị Thúy? Lợi nhuận nó thấp có điều là đâm ra có biết rất là buồn. Rồi người ta nghi vấn là nói bên đây á, là dì Thúy giếm tiền, cái người giữ tiền là cô Thúy khổ lắm. Tối qua cô Thúy khóc với dì ba. Mình thì giúp cho dì ba nhiệt tình và vô tư nhưng mà nhiều người người ta hiểu lầm đúng không chị? Dì ba thấy dì tối con khóc con buồn á. Bởi dì ba nói cũng nghe bây giờ cái chuyện đó không được, có buồn kệ đi, cái người ta nói thì mình phải có tự ái rồi, mà bây giờ á nếu mà người ta hiểu được thì người ta cũng không có nói gì, phải không? Cũng như mình tâm sự với lại mấy người đó cho người ta hiểu biết mình rồi. Còn cái vấn đề mà buôn bán thì có bữa gì bữa khác, có khi lời nhiều có khi lời ít, cái đó mình cũng chưa biết được. Nếu mà ngày nào mà lời nhiều thì mình lời nhiều mình vui mình mừng, còn cái ngày nào mà mình lợi ít thì mình cũng được thôi, miễn là có lời là được rồi. Còn cái vấn đề mình nói là lỗ không có, cái lỗ mình sao mà bán, lỗ mà sao bán được, bán năm này tháng nọ chị đó. Bởi vậy con cũng đừng buồn, đừng kệ đi, nếu mà con thương dì ba con giúp đỡ dì ba rất cảm ơn con. Dì ba không có nghĩ xấu con cái gì hết, còn người nào á tao xấu mồm xấu miệng người ta nói cái chuyện đó, yeah, nói xấu cho con thì người đó lãnh hậu quả, phải không? Quan trọng nhất là dì ba nè, quan trọng nhất là dì ba, đúng không dì ba? Vẫn tin tưởng dì Thúy rồi, tin tưởng chứ cứ bình thường, tại vì ở trên mạng người ta có rất nhiều thành phần lắm, nhiều thành phần lắm. Trời ơi, người ta muốn nói gì ta nói sao mình hiểu được, mình cứ vô tư đúng không dì ba, mình cứ làm đúng cái việc của mình thôi. Bởi vậy mai phước dì ba không có biết chữ, dì ba thẳng thắn có sao nói vậy, thành ra dì ba không có cái tiếng lời lời ăn tiếng nói mà đàng hoàng, thành ra vậy người ta mới thương dì ba. Nếu mà vì dì ba nói chuyện xin sỏi đó làm điện sao người ta thương dì ba được, phải không? Ví dụ điện lại như tốn nhiều tiền mấy cái số ở nước ngoài hả chị? Alo alo, dạ em nè chị, dạ dạ buồn chị ơi. Nhiều gì nữa không có sao vậy? Bữa nay mọi người đang bán chanh không? Sao chị? Bữa nào thấy gì bà bán chanh lắm không? Dạ bán hết rồi chị, bán hết rồi. Dạ, vừa bán hết. Em buồn quá chị ba. Chị cười. Chị ba khóc chị ba ấy, không phụ chị ba, chị ba uống không chị ba chết luôn đi. Chị ba nói gì? Chị ba nói chuyện nha. Dạ, chị ba nói chuyện với con này nè. Chị ba nói. Chị ba alo. Alo. Dạ, khỏe không chị ba? Khỏe. Thèm quá ha. Bây giờ cô thèm, cô qua Việt Nam cô kiếm tôi đi. Chừng nào? Tháng 12 à. Khỏe. Đó là người nhà mình đó cô. Khỏe không? Phải. Trên cộng đồng đó, thằng Thúy đó. Nó cho số. Dạ. Tội nghiệp của Thúy, không đi ra phụ ba. Thôi để mai mốt đi về về coi cho đi rõ hơn. Dạ. Thúy có người vậy đó. À. Hả nha. Bán được mà hơi chậm chút. Mà giờ cũng hết rồi. Cũng không chậm nữa. Cũng không có chậm mấy đâu ha, hôm nay nó chút thôi, chậm 10 phút 5 phút thôi. Cua này tại vì mua cua hàng cao cấp á, nó mắc. Thành ra tại vì cũng lúc trước nó bán cua mà không ngon á, cái người ta ham ăn vốn hoài à, ăn vốn thứ điều muốn hết vốn luôn. Thì bơ về bán mà người ta muốn vốn hoài rồi là hết vốn rồi nha. Tại đem lợi trả nguyên một đống cua vậy đó, rồi về cái mình ăn. Thành ra vì cái chỗ đó đó vậy ba, giờ mới là hết vốn á. Còn bây giờ á mình tức quá trời tức, bán mà bị người ta trả hoài tức quá đi, phải bán cua ngon để cho tao hết mang vốn.
bán có bữa thì có lời gì lời khá khá 1 triệu, còn bây giờ thì tính nó trừ hết rồi. Mai là dì ba đó mua cua mà cua cốm đó mà dì ba bán 1 triệu đó, bây giờ bán 1 triệu 5 mà dì ba ngại quá, dì ba không bán, không dám lên. Nếu mà mình nói ha là cái người ta giận người ta bỏ đi luôn, rồi cái lúc đó mình hốt vỏ luôn nha, hốt. một biết rồi mà, tại vì giờ mình thấy mình ngại lời quá à. Hồi nào giờ mình bán giá đó thì tới giờ mình lên mình thấy kỳ cục ghê vậy đó. Cũng tội nghiệp tí nè là người giờ giúp đỡ cho tôi mà bây giờ là nó bị lời ăn tiếng nói, với lại nó bị người ta này nó nọ, thành ra nó buồn rồi nó khóc, nó nghĩ xấu cho nó, giờ nó buồn quá đi, nó ngồi nó than phiền với lại tôi là nó khóc quá. Giờ bây giờ mình biết làm sao mình dỗ nó. Mình làm sao mình biết cái gì đâu mình dỗ cho nó nín. Lỡ lời rồi. Năm nay gì nhất tuổi? Năm 56 à, nhỏ tôi mấy tuổi à? Ở nhỏ tôi cả chục. Nhỏ tôi mười mấy tuổi à? À nhỏ mười mấy tuổi à? À nhỏ, đúng rồi. Nhỏ hơn mười mấy. À hả? Không có, đang ngồi nói chuyện với Thí nè. Đang xem hả? Đang xem thấy mặt tôi vậy phải không? Về mấy mốt có về Việt Nam mới ra quầy à. Về Việt Nam mới ra quầy chỗ tôi bán, gặp tôi có biết liền à. Trả nợ xong đừng bán nữa. Xong rồi. Mày muốn tao chết hả? Ủa? Cái nghề của tao ngồi tao bán cua. Trời ơi, đã thèm tao nói mà bà nghe nè. Bà ơi, cái cuộc sống của dì ba từ mấy chục năm rồi, nếu mà dù có như thế nào nữa cũng phải ra hoài mà bán là cho vui vẻ, đặng cho người ta ăn cua. Chứ còn nếu mà ở nhà đó là dì ba bệnh đó nha. Vậy thôi, em muốn bán xong trả nợ thôi, tặng con cua đi. Mà tới chừng đó đó, nếu mà trả nợ xong xuôi rồi, tới chừng đó bưng cái nguyên cái mâm cua như ngày xưa vậy đó. Mà kỳ này chắc không có ngu gục đâu. Kỳ này không có ngu gục. Mà gì ba phải dương lên là vui vẻ ngồi bán cho nó vui, chứ không ngu gục như đó. Tại vì giờ trả nợ ta xong rồi đó. Đó, sống qua ngày. Thôi nghỉ đi nha. Để con nói chị. Rồi có dạ. Em nghe chị. Nói tiếng của người lớn tuổi tưởng đâu là già. 58 thì hôm qua em nói gì ba, nhà gì ba có cha